dòng xe ô tô điện MG4 vào Việt Nam lặng thầm để cạnh tranh trực diện với VinFast. Thưa quý vị, sau gần một năm kể từ khi được trưng bày tại triển lãm ô tô Việt Nam 2022, mẫu ô tô điện MG4 vừa bất ngờ xuất hiện trở lại tại một đại lý MG ở Việt Nam. Đây là mẫu ô tô thiết kế theo phong cách hatchback cỡ nhỏ, chạy hoàn toàn bằng điện do MG phát triển và được sản xuất, phân phối bởi tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc SAIC Motor. Vào đầu tháng 7 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn SAIC Motor Việt Nam, SMV cũng công bố những kế hoạch mới, trong đó có cả việc phân phối ô tô điện tại Việt Nam. Vì vậy, sự xuất hiện âm thầm của MG4 tại một đại lý MG ở thành phố Hồ Chí Minh làm dấy lên thông tin mẫu ô tô điện này sắp được các đại lý của SMV mở bán để cạnh tranh với VinFast VFE34. Đáng nói, MG4 từng được giới thiệu và phân phối tại Thái Lan từ giữa tháng 11 năm ngoái. Mẫu xe này tạo nên cơn sốt ở đất nước chùa vàng với hàng nghìn đơn đặt hàng. Tuy nhiên, đại diện SMV đính chính việc MG4 trở lại Việt Nam lần này không nhằm mục đích thương mại, mà để trưng bày tại sự kiện ra mắt đại lý mới của MG tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, khách hàng ưa chuộng MG4 tại Việt Nam sẽ phải tiếp tục chờ đợi nếu muốn sở hữu mẫu ô tô điện này.